Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, liên quan đến sự kiện bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024, ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân Chủ Kamala Harris vừa phát biểu tại hội nghị ở Pennsylvania rằng chính quyền của bà sẽ khác với chính quyền của Tổng thống Joe Biden. Bà Harris cố tách khỏi Tổng thống Biden. Bà Harris nỗ lực tách mình ra sau khi một số cuộc thăm dò cho thấy Tổng thống đương nhiệm đang là lực cản đối với cơ hội chiến thắng của bà, vì một số cử tri mong muốn hướng đi mới sau kỳ bầu cử lần này. Bà Harris chưa từng giải thích cụ thể rằng bà sẽ khác Tổng thống Biden như thế nào, mà chỉ nói chung chung. Chính quyền của tôi sẽ không phải là sự tiếp nối của chính quyền Joe Biden, bà Harris nói trong cuộc trả lời CNN ngày 23 tháng 10. Bà đến với vai trò này là từ những ý tưởng và kinh nghiệm của riêng mình, đại diện cho một thế hệ lãnh đạo mới trong một số vấn đề, và tin rằng chúng ta thực sự phải có những cách tiếp cận mới. Phát biểu này là nỗ lực thuyết phục những cử tri vẫn còn dao động khi cuộc chạy đua xích sao khiến cho một nhóm cử tri nhỏ cũng có thể đóng vai trò quan trọng. Trả lời một số câu hỏi từ những người tham dự, bà Harris cho biết bà sẽ giải quyết vấn đề giá thực phẩm tăng cao. Bà cũng nói rằng đã đến lúc chấm dứt xung đột ở Trung Đông và gọi đối thủ Donald Trump là phát xít, là mối nguy hiểm cho sự thịnh vượng và an toàn của nước Mỹ. Phó Tổng thống Mỹ cũng trả lời các câu hỏi về việc bà thay đổi lập trường đối với những vấn đề như khai thác đá phiến. Bà Harris đã nhiều lần nói sẽ không cấm khai thác đá phiến nếu được bầu làm Tổng thống, đảo ngược lập trường của bà trong cuộc chạy đua đầu tiên năm 2019. Đến lúc này đã có gần 25 triệu cử tri Mỹ hoàn thành việc bỏ phiếu sớm, trực tiếp hoặc qua thư. Một số bang chiến trường như Bắc Carolina và Georgia đã lập kỷ lục về số lượng phiếu bầu. Trong khi đó, ông Trump gần đây nỗ lực vận động nhóm cử tri theo đạo Tin Lành, với hy vọng họ sẽ không còn để tâm tới những bình luận bị cho là khiếm nhã của ông về câu chuyện của Arnold Palmer, khiến con gái golfer nổi tiếng phản ứng gay gắt. Bà Harris đang dẫn trước ông Trump với tỷ lệ 46%, 43% trong cuộc thăm dò toàn cầu mới nhất do Reuters Ipsos thực hiện. Kính thưa quý vị, hai ứng viên Tổng thống Mỹ Kamala Harris và Donald Trump đang trong cuộc đua quyết liệt tại 7 bang chiến trường trước ngày bầu cử. Một cuộc khảo sát ở Washington Post Charles Kuhn vào ngày 21 tháng 10 cho thấy ứng viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Kamala Harris dẫn trước ở Georgia với tỷ lệ 51-47, trong khi ứng viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa Donald Trump dẫn trước một chút ở Arizona với tỷ lệ là 49-46. Phó Tổng thống Harris cũng có lợi thế ở Pennsylvania, Michigan và Wisconsin, ba bang mà bà sẽ vận động tranh cử vào cuối ngày 21 tháng 10. Ông Trump dẫn đầu ở North Carolina, ngang bằng với bà Harris ở Nevada với tỷ lệ 48-48. Kết quả trên được thực hiện với 5.016 cử tri tiềm năng, được khảo sát từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 15 tháng 10. Cựu Tổng thống Trump cũng đã lên kế hoạch tổ chức một cuộc meeting ở North Carolina vào cuối ngày 21 tháng 10 sau khi khảo sát thiệt hại gần đây do bão Helene gây ra. Các cuộc khảo sát khác gần đây cũng cho thấy cuộc đua rất xít sao tại 7 bang chiến trường, mặc dù bà Harris được cho là nắm giữ lợi thế hơn so với đối thủ trong một số cuộc khảo sát toàn quốc. Cuộc thăm dò của Reuters Ipsos tuần trước cho thấy bà Harris đang dẫn trước ông Trump với tỷ lệ là 45-42. Tuy nhiên, cuộc đua vẫn rất khó đoán định bởi vì các cuộc thăm dò vẫn có sai số, có nghĩa là những điểm thiếu chính xác điển hình trong cuộc bỏ phiếu có thể làm thay đổi kết quả. Những bang chiến trường sẽ có vai trò quyết định trong việc xác định ứng cử viên nào đạt được 270 phiếu đại cử tri quan trọng trong cuộc bầu cử vào đầu tháng 11. Hiện nay thì cả ông Trump và bà Harris đều không có lợi thế dẫn đầu rõ ràng ở đủ bang để đảm bảo con số đó. Thưa quý vị, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cho rằng sự thiếu chuẩn mực của cựu Tổng thống Donald Trump sẽ là một yếu tố khiến cử tri không bỏ phiếu cho ông. Phó Tổng thống Mỹ, ứng viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Kamala Harris bình luận về đối thủ, cựu Tổng thống Donald Trump trong một cuộc phỏng vấn với kênh MSNBC vào hôm 20 tháng 10. Ông ấy không xứng đáng và đó là lý do ông ấy sẽ thua. Bà Harris chỉ trích ông Trump đưa ra phát ngôn thô tục, xúc phạm chức vụ Tổng thống Mỹ và làm giảm uy tín của Washington trên trường quốc tế. Bà Harris nói, những gì các bạn thấy ở đối thủ của tôi, một cựu Tổng thống Mỹ, thực sự đang làm mất giá trị của chức vụ này. Trước đó, phát biểu tại một sự kiện vận động tranh cử ở bang chiến trường Pennsylvania vào hôm 19 tháng 10, ông Trump gọi bà Harris là một phó tổng thống tồi tệ, trước tiếng gieo hò từ những người ủng hộ ông. Phó Tổng thống Harris cho rằng cựu Tổng thống Trump không nên được bầu để lãnh đạo nước Mỹ một lần nữa. Bà Harris nhấn mạnh, Donald Trump không bao giờ được phép đứng sau con dấu của Tổng thống Mỹ nữa. Ông ấy không xứng đáng có được quyền đó. Theo bà Harris, những bình luận của ông Trump đã hạ thấp quyền lực của Mỹ khi nói về các vấn đề như dân chủ và pháp quyền.
Chỉ còn hơn 2 tuần nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 5 tháng 11. Các cuộc thăm dò cho thấy bà Harris và ông Trump đang trong cuộc đua xít sao cho chức Tổng thống, bao gồm ở các bang chiến trường quan trọng quyết định kết quả bầu cử. Thưa quý vị, ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa, ông Donald Trump đang lật ngược tình thế khi dẫn trước đối thủ Đảng Dân chủ, bà Kamala Harris ở 7 bang chiến địa. Theo các kết quả thăm dò mới nhất, tính trung bình ở 7 bang chiến địa bao gồm Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, North Carolina, Georgia, Arizona và Nevada, 48,3% số người được hỏi sẵn sàng ủng hộ ông Trump, cao hơn một chút so với mức 47,5%, cho biết sẽ bỏ phiếu cho bà Harris. Pennsylvania là một trong 7 bang dao động với 19 phiếu đại cử tri. Ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump đã trở lại bang này 2 lần sau khi bị ám sát hụt, cũng tại đây hồi tháng 7. Tỷ phú Elon Musk, chủ tịch công ty ô tô điện Tesla, người đã ủng hộ ông Trump 75 triệu đô la Mỹ vào giữa tuần này, đã đích thân vận động tranh cử cho ứng cử viên Đảng Cộng hòa tại bang Pennsylvania. Ứng cử viên Đảng Dân chủ Kamala Harris cũng tới bang Pennsylvania 6 lần trong 3 tháng qua. Tuần này, bà đến một bang chiến trường khác là bang Wisconsin, cũng là bang có nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp quan trọng để tìm kiếm sự ủng hộ của từng lá phiếu ở đây. Cuối tuần này, các ứng cử viên giao diết thực hiện chiến dịch vận động tranh cử tại bang Michigan. Đây là bang được đánh giá có mức độ cạnh tranh gay gắt nhất khi mà các kết quả thăm dò chỉ ra hai ứng cử viên đang bám đuôi sát sao về tỷ lệ cử tri ủng hộ. Bang Trung Tây có khoảng 8,4 triệu cử tri và sẽ mang về cho người chiến thắng 15 phiếu đại cử tri trong số 270 phiếu cần thiết để giành chiến thắng chung cuộc. Đây có thể là một con số quyết định. Ông Trump từng giành chiến thắng tại Michigan với 11.000 phiếu bầu vào năm 2016. Năm 2020, cũng tại bang này, ông bị đối thủ từ Đảng Dân Chủ là đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden đánh bại với 155.000 phiếu bầu. Theo tính toán, nếu Đảng Dân Chủ giành chiến thắng tại các bang Pennsylvania, Wisconsin và Michigan, chiến thắng sẽ thuộc về bà Harris. Trong khi đó, nếu Đảng Cộng hòa thắng tại các bang Pennsylvania, North Carolina và Georgia, ông Trump sẽ quay trở lại. Hai ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa và Dân chủ đang nỗ lực vận động tranh cử tại các bang chiến trường khi một số bang đã bắt đầu bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử Tổng thống. Theo số liệu của New York Times, tính đến cuối ngày 19 tháng 10, gần 12 triệu cử tri ở Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024. Họ bỏ phiếu trực tiếp tại các điểm bầu cử hoặc bỏ phiếu qua thư điện tử. Trong đó, mỗi bang California, Georgia có hơn 1,2 triệu cử tri đi bầu, Florida có hơn 1,1 triệu cử tri đã bỏ phiếu. Theo Hiến pháp, công dân Mỹ từ đủ 18 tuổi trở lên đều có thể tham gia bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử. Tuy nhiên, trong các kỳ bầu cử thì luôn có một bộ phận lớn người dân không muốn đi bỏ phiếu, do không quá quan tâm tới chính trị hay đơn giản là không thích các ứng cử viên. Trên thực tế, bầu cử Tổng thống Mỹ được tiến hành song song với bầu cử Quốc hội để chọn ra các nghị sĩ Hạ viện, Thượng viện. Cử tri Mỹ không trực tiếp bầu ra Tổng thống mà họ dùng phiếu phổ thông để quyết định đến lá phiếu của các đại cử tri trong bang. Các cử tri này sau đó mới bầu ra Tổng thống dựa trên kết quả phổ thông đầu phiếu tại bang mà cử tri đó đại diện. Đảng Dân Chủ đã tận dụng các lựa chọn bỏ phiếu sớm trong các cuộc vận động tranh cử gần đây, thu về hàng triệu phiếu bầu trong quá trình này. Năm 2020, số lượng cử tri đi bỏ phiếu đã tăng vọt và được coi là yếu tố quan trọng giúp Tổng thống Joe Biden đắc cử. Trong khi đó, nhiều bang đã dễ dàng tiến hành bỏ phiếu sớm hơn do đại dịch. Tuy nhiên, 4 năm qua, một số bang đã thông qua luật khiến cho cử tri khó bỏ phiếu sớm hơn trong cuộc bầu cử này. Trong số các bang thực hiện những thay đổi về quy tắc bỏ phiếu sớm kể từ năm 2020, có Georgia và North Carolina. Cả hai đều là những bang chiến trường quan trọng. Sức mạnh của việc bỏ phiếu sớm sẽ rất quan trọng đối với chiến dịch tranh cử của cả cựu Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris năm nay. Theo một nghiên cứu của Phòng Thí nghiệm Khoa học và Dữ liệu Bầu cử MIT vào năm 2020, khoảng 60% cử tri Dân Chủ và 32% cử tri Cộng Hòa đã bỏ phiếu qua thư. Bất chấp ông Trump nhiều lần cáo buộc bỏ phiếu qua thư đầy rẫy gian lận, nhưng Đảng Cộng Hòa đã nỗ lực khuyến khích bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử năm nay. Tại Pennsylvania, Đảng Cộng hòa cam kết chi hơn 10 triệu đô la Mỹ để thuyết phục cử tri Cộng hòa bỏ phiếu qua thư vào tháng 11,
Tuy nhiên, số lượng cử tri đăng ký bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ tại bang này vượt xa của Đảng Cộng Hòa. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị khán giả. Chân thành cảm ơn sự theo dõi và đồng hành cùng quý vị. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.